Chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Hôm nay là một cái lô hàng liên quan đến pin 3,7V để chúng ta lắp thành bình ắc quy 12V. Hiện tại bây giờ bên mình đang về có 4 kiện ở đây là pin này, và một kiện ở đây là cái bộ kích điện. Đầu tiên chúng ta sang với pin trước. Pin thì ở đây mình có hai loại, một loại là 53Ah và một loại là 100Ah. Thì ở kia là hai kiện 100 và đây là hai kiện là 53Ah. 53Ah và 100Ah này thì ngày hôm trước mình đã có video hàng mẫu về và mình đã test thực tế, thì cho thấy tất cả cái sản phẩm bình ắc quy này cho cái hiệu suất làm việc rất là tốt và dung lượng tương đương với nhà sản xuất đã thông báo ra. Rồi, và các bạn sẽ xem ở đây cái thùng này. Hai cái thùng này đều là cái loại pin 53Ah 3,7V. Thì khi các bạn ráp thành 12V bình ắc quy á, thì chúng ta sẽ ráp theo hệ 3S. Ráp theo hệ 3S thì khi chúng ta sạc đầy thì nó sẽ cho ra điện áp là 12,6V. Thì như các bạn đang thấy cái viên pin ở đây. Và trên mỗi một viên pin thì nhà sản xuất có ghi ở trên đây rất là rõ này, là đã đo thực tế là được bao nhiêu AH. Thì cái viên này đã báo là 54,375 AH. Đó. Còn cái pin bên này là 56,315 này, 54,513 này. Mỗi một viên có một dung lượng nó khác nhau một chút ở hàng đơn vị. Ví dụ đây là 54,326 à. Người ta viết số cũng rất là khó thấy. Đấy, tất cả viên pin này nhà sản xuất người ta đã ghi rồi. Thì một viên pin này bên mình đang bán với giá là 580.000. Nếu như bạn nào mà dùng để làm sạc dự phòng á, thì các bạn chỉ cần một viên pin này thôi. Thì sau khi các bạn chế xong, các bạn sẽ có một cái cục sạc dự phòng với dung lượng là 50.000 mAh. Đó là như vậy. 580.000 một cục. Còn nếu như các bạn muốn ráp bình 12V thì các bạn cần 3 cục như thế này, cộng thêm một cái mạch điều khiển sạc và bảo vệ dòng xả nữa là ok, cùng với một cục sạc nữa là được. Rồi, như vậy đây là cái loại 53Ah. Tiếp tục sang đây thì bên mình sẽ có cái loại pin 100Ah. Đây, đây là loại pin 100Ah. Các bạn có thể thấy cái chiều dày của nó gấp đôi cái thằng 53 này, đúng không ạ? Đây là 100Ah này. Hai cái thùng này cũng vậy này, cũng là 100Ah. Cái cực mà có cái màu đen này, cực này là cực âm, còn cực này là cực dương. Đây, ở trên đây nhà sản xuất cũng có ghi này, đã đo được 108,25 Ah. Rồi sang cục khác xem. Ở đây cái này nó hơi mờ rồi, 107,8 mấy ạ. Cái nhà sản xuất này làm việc rất là ok nhé, rất là uy tín luôn. Đây, 108,07 này. Đây là người ta đã đo sẵn rồi. Cái này được 107,74 này. Cái này sẽ được bao nhiêu? 107,80 này. Đấy, tất cả các cục pin này người ta đã test rồi và người ta đã ghi rõ ràng từng cục một. Sang bên đây các bạn xem này. Đấy, tất cả đây là đều pin 3,7V nhá. Cục này thì được 108,42 này. Rồi, ok, như vậy là tất cả các cái pin này, cái cục 100 này hình như bên mình đang bán với giá là 1.080.000 thì phải. Mình cũng không nhớ rõ giá nhưng mà nó khoảng tầm như vậy. Tiếp tục thì bên đây mình cũng đang tiếp tục lấy hàng mẫu tiếp một nhà cung cấp khác nữa. Đây là ba sản phẩm mẫu của một nhà cung cấp khác. Thì cái bình này nó cũng là 100Ah. Đây. Ở dưới đây cũng có mã QR này. 3,65V, 347Wh. Thằng này là 100Ah. Và các bạn có thể so sánh với cái kích thước của cái cục bên đây xem có khác nhau nha. Cũng là 100Ah nhưng mà thằng này nó lại to hơn nhiều. Nó to về cái chiều rộng nhưng mà ngược lại cái bề dày thì thằng này nó kém hơn. Rồi, đến tiếp tục cái sản phẩm cuối cùng, đó là cái bộ kích điện từ 12V lên 220V, sóng siêu chuẩn. Và ở đây là cái công suất tối đa của nó 1000W, còn công suất các bạn hoạt động liên tục nó là 500W. Có 3 chế độ bảo hành,
xin lỗi, có 3 chế độ bảo vệ. Đầu tiên là bảo vệ ngược cực đầu vào, âm dương của bình ắc quy, bảo vệ quá nhiệt và bảo vệ quá tải. Cái này là đến từ thương hiệu xưa. Cái sản phẩm này bên mình đang bán với giá là 990.000, bảo hành 1 tháng. Rồi, như vậy là tất cả các sản phẩm hàng mới về ngày hôm nay mình có thông báo cho các bạn như vậy. Bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể liên hệ vào số Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn. Ngoài ra các bạn có thể lên Sen Đỏ và Shopee, bên mình có cái shop ở trên đó, các bạn vào để đặt hàng nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.